Khi chúng ta nói về giảng tin lành thì đây là một mạng lệnh mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta là hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Cái câu hỏi được đặt ra ở đây không có phải là chúng ta có nên giảng tin lành hay không, nhưng mà chúng ta phải giảng tin lành bằng cách nào. Một cái gương mẫu để lại cho đời sống của chúng ta là chính Chúa Giêsu. Ngài đã từng đi đến gặp cái người đàn bà ở bên giếng Gia-cốp, và đây cũng là một cái bài học để chúng ta trình bày tin lành của Chúa theo cái cách mà Chúa muốn chúng ta trình bày. Chúng ta thấy trong cái câu chuyện mà Chúa Giêsu gặp cái người đàn bà ở bên giếng Gia-cốp, thì khi mà Chúa gặp bà thì việc đầu tiên Chúa làm là Chúa xin bà cho uống nước. Và bà bắt đầu nói rằng ông là một cái người đàn ông Do Thái, tại sao lại xin nước, tôi là một người đàn bà Samari. Bà đưa ra những cái điểm là dị biệt, tức là người đàn ông, người đàn bà. Bà đưa ra cái quan điểm giới tính để mà nói tại sao ông là một người đàn ông mà xin nước của một người đàn bà, mà là ông là một người Do Thái mà tại sao xin nước của một người Samari. Và bà bắt đầu bà đưa ra những cái điểm dị biệt. Nhưng mà Chúa đến, Chúa không có quan tâm tới những cái điều bà nói. Mục đích của Chúa là Chúa đến để Chúa giải phóng cuộc sống của bà. Chúa muốn cho bà thấy rằng cuộc đời của bà, mặc dầu bà là một người đàn bà Samari đi nữa, bà cũng cần có sự giải phóng cuộc sống của bà. Bà là một cái người đi múc nước lúc giữa trưa, và dĩ nhiên rằng cuộc đời của bà có nan đề, bà mới đi lúc đó. Tại vì ở giữa trưa Do Thái là một cái chỗ rất là nóng, rất là khó chịu, nhưng mà bà chấp nhận bà đi cái giờ đó vì bà muốn tránh mặt mọi người. Và dĩ nhiên rằng bà có cái nan đề trong cuộc sống, cho nên Chúa đến để Chúa tìm và Chúa giải quyết cái nan đề trong cuộc sống của bà. Rồi khi mà nói chuyện với bà xong thì bà mới bắt đầu đưa ra là tôi, dân tộc của tôi thì thờ phượng ở đây, còn dân tộc của Israel thì thờ phượng ở tại Jerusalem. Và bà đưa ra những cái điểm bất đồng trong những cái cách mà thờ phượng. Nhưng mà Chúa không có quan tâm tới những điều đó, và Chúa muốn đi thẳng vào vấn đề là chính bà, đời sống bà cần cái sự giải phóng. Và dường như chúng ta thấy rằng Chúa đến, Chúa nói chuyện với bà về những cái điều rất là gọi là bình dân. Chúa nói về những cái chuyện là xin bà cho nước uống. Nước là một cái gì đó nó rất là gọi là ai cũng biết. Và Chúa bắt đầu từ cái chỗ mà bà có thể hiểu được, để Chúa nói về một cái điều mà bà cần. Tức là bà, trong cái cuộc đời của bà, nó có những cái điều khao khát, có những cái điều thầm kín ở trong lòng, không có nói ra cho ai biết. Nhưng mà Chúa nói rằng khi mà bà đi uống cái nước mà bà múc đó thì vẫn còn khát mãi. Nhưng mà cái nước mà Chúa sẽ ban cho bà là một cái nước mà làm cho bà sẽ không bao giờ khát nữa. Và Chúa đưa cho bà đến những cái điều cần thiết. Cái nước mà Chúa Giêsu nói đó chính là Đức Thánh Linh Ngài ban cho tâm lòng của chúng ta, để rồi đời sống của chúng ta sống ở trong cái chỗ sung mãn và chúng ta không còn thiếu thốn gì. Chúng ta ngày hôm nay khi chúng ta đi ra, chúng ta làm chứng cho nhiều người, bắt đầu họ đưa ra những cái điểm khác nhau là tại sao cái người tin lành không thờ Đức Mẹ, tại sao mà cái người tin lành chỉ thờ một mình Chúa Giêsu mà không thờ Đức Mẹ. Và họ đưa ra những cái điểm dị biệt, và tại sao cái người tin lành không có thờ cúng ông bà, người tin lành họ như thế này thế này thế này. Và người ta bắt đầu họ đưa ra những cái điểm dị biệt. Và tôi khuyến khích hội thánh của Chúa, chúng ta đừng có tập trung vào những cái điểm dị biệt đó. Khi chúng ta tập trung vào những cái điểm dị biệt đó thì chúng ta sẽ đi đến một cái chỗ rằng chúng ta sẽ có một cái sự cách biệt giữa chúng ta và những người chúng ta nói chuyện. Chúng ta hãy đến, chúng ta làm bạn với những người mà chúng ta tiếp xúc. Và khi chúng ta đến và chúng ta làm bạn với họ thì chúng ta sẽ có cách để chúng ta đến và Chúa bày tỏ những cái điều thầm kín trong đời sống của họ. Và khi Chúa bày tỏ những cái điều thầm kín trong đời sống của họ, khi chúng ta nói, đời sống họ được bắt phục và họ sẽ nhận thấy Chúa là cái điều quan trọng trong đời sống của họ. Dĩ nhiên rằng khi chúng ta muốn nói cho một người nào đó nghe thì ít nhất rằng
Chúng ta phải có một cái giá trị gì đó ở trước mặt cái người đó. Ví dụ như tôi, một cái người nào đó ở ngoài đường tôi đứng, tôi tới tôi nói với chuyện với họ thì có thể rằng họ không tin. Nhưng mà một cái người tôi đến làm bạn với họ, tôi cùng vui chơi với họ, tôi cùng để thì giờ tôi trò chuyện với họ, và khi mà tôi nói chuyện nói với họ thì dĩ nhiên rằng họ tin tôi dễ hơn. Đúng không quý ông bạn chị em? Cho nên chúng ta cần tiếp xúc và chúng ta làm bạn với những người đó. Và khi chúng ta làm bạn với họ rồi thì chúng ta nói dễ hơn nhiều. Và một điều chúng ta thấy được rằng khi chúng ta đi ra làm chứng cho những người xung quanh thì chính cái đời sống của mình là cái điều mà rất là quan trọng. Nếu cuộc đời của mình, đời sống của mình không có bày tỏ Chúa qua đời sống của mình, Chúa không có làm gì qua đời sống của mình, thì những người xung quanh họ không có muốn nghe những điều mình nói đâu. Nhưng mà nếu Chúa làm những điều qua đời sống của mình thì họ muốn nhìn thấy những cái điều đó. Chúng ta thấy rằng khi mà cái người đàn bà Samari này nói, bà nghe nói về cái đấng Messiah, đấng Messi đó được nghĩa là sẽ đến, thì Chúa Giêsu giới thiệu với bà rằng cái người mà đang nói với người đó chính là cái đấng đó. Cái người mà đang nói với người đó chính là đấng đó. Đấng Messi là đấng chịu sức dầu, Ngài đến để mà giải phóng những con người bị cầm buộc. Ngày hôm nay chúng ta có Đức Thánh Linh ở trong lòng của chúng ta, và chúng ta được Chúa Giêsu đặc quyền để chúng ta làm những cái việc Chúa Giêsu làm, và làm những việc lớn hơn nữa. Khi chúng ta đi đến cầu nguyện cho những người bị bệnh tật, Chúa chữa lành cho họ, và Chúa làm cho họ cảm nhận được rằng ô, đây là những cái điều mà được ghi chép ở trong Kinh Thánh ngày xưa, mà tại sao ngày hôm nay vẫn có người cầu nguyện và được chữa lành ngay lập tức như vậy. Và cái điều đó nó bác phục đời sống của họ. Tôi đi xe thì có một người họ bị đau cái cổ, và tôi cũng nói với, làm chứng với họ rằng tôi đã kinh nghiệm Chúa chữa lành. Và khi họ nói, khi mà tôi thả họ xuống thì tôi nói người ta nhờ tôi cầu nguyện, và tôi cầu nguyện cho họ. Và vừa cầu nguyện xong thì cái sự chữa lành nó đến. Và chúng ta không cần phải nói nhiều, khi cái phép lạ của Chúa xảy ra thì họ nhận biết rằng có cái sự hiện diện của Chúa Trời. Người ta không có quan tâm mấy về những cái câu chuyện chép ở trong Kinh Thánh. Người ta không có quan tâm mấy về những câu chuyện chép về những cái người ở đâu đâu. Nhưng mà chúng ta kinh nghiệm điều gì? Đó là những cái người, những cái điều mà họ quan tâm. Chúng ta có thể nói rằng ở tại Việt Nam có những cái hội thánh Chúa cai nghiện, và 75% những người ở tại những cái trại cai nghiện đó được giải phóng khỏi nghiện ngập. Có thể rằng chúng ta có những cái bằng chứng rất là rõ ràng như vậy, nhưng mà họ không quan tâm mấy. Nhưng mà chính đời sống của chúng ta, chúng ta từng là con người như thế nào, chúng ta từng được Chúa giải phóng như thế nào, đó là cái điều họ quan tâm. Những cái điều họ muốn đối diện với lại cái một cái bằng chứng sống. Khi chúng ta đi đến đối diện với những cái người họ chưa biết Chúa, chúng ta nói về năng quyền của Chúa có thể chữa lực lành bệnh. Chúng ta nói về năng quyền của Chúa có thể giải phóng được con người ra khỏi tội lỗi, ra khỏi sự cầm buộc của tội lỗi. Nhưng mà bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Họ muốn thấy cái bằng chứng đó qua đời sống của chúng ta. Tôi cảm tạ Chúa vì chị Hồng ở đây. Chị đến đây trong cái cơ thể bệnh tật, nhưng mà khi chị đến đây được Chúa chữa lành, được Chúa giải phóng, và chị đến đây chị thờ phượng Chúa trong với chúng ta. Đó là những cái bằng chứng hiển nhiên mà Chúa làm. Ngày hôm nay chúng ta là những người theo Chúa, mà nếu chúng ta nói rằng mình không kinh nghiệm Chúa thì nó có gì đó nó sai trật đối với đời sống của chúng ta. Mỗi người trong chúng ta, chúng ta cần có một cái gọi là cái lời làm chứng của cuộc đời mình. Những điều chúng ta kinh nghiệm với Chúa như thế nào, nó rất là quan trọng. Nếu chúng ta không kinh nghiệm Chúa thì khi chúng ta làm chứng cho người khác thì chúng ta làm chứng dối, đúng không? Chúng ta chưa kinh nghiệm mà chúng ta làm cái gì, chúng ta nói về cái gì, chúng ta làm chứng dối mà thôi. Nhưng mà khi chúng ta kinh nghiệm cuộc đời của tôi như thế này, và tôi đã được giải phóng như thế này, và Chúa đã làm những điều đó trên đời sống của tôi, cho nên khi chúng ta nói những điều đó,
người ta sẽ nhận thấy Chúa một cách rất là dễ dàng. Giống như chị Phương chẳng hạn, chị Phương về Trà Vinh và chị trước kia chị là một cái người Phật giáo, chị là một cái người đi hết chùa này đến chùa kia và chị làm rất là nhiều cái việc công quả, nhưng mà đến khi Chúa đến trên đời sống của chị, thay đổi đời sống của chị, Chúa nhậm lời chị, cho chị thấy những cái việc rất là rõ ràng của Chúa trên đời sống của chị. Cho nên khi mà chị nói, rất là nhiều người họ khi mà họ nghe những lời nói của chị, họ được bắt phục và họ tin Chúa. Và khi những cái điều mà Chúa làm ở trên đời sống của chúng ta là những cái bằng chứng hiển nhiên để cho họ có thể biết Chúa. Chúa của chúng ta là đấng tốt lành, Chúa là của chúng ta là đấng giải phóng. Thực sự ra nhiều tôn giáo khác họ có những điều rất là tốt và họ có những cái điều mong ước rất là tốt, nhưng mà bởi sức con người họ không thể nào có thể đắc thắng được những điều tội lỗi. Ví dụ như họ nghiện ngập về cờ bạc chẳng hạn, mặc dù là họ biết cái điều đó xấu, họ cố gắng để mà tránh khỏi, nhưng mà họ không thể nào tránh khỏi được. Có thể họ bị nghiện ngập về ma túy chẳng hạn, họ biết những điều đó xấu, hủy hoại gia đình của họ, nhưng mà họ không thể nào thoát khỏi những điều đó được. Nhưng mà khi Chúa đến với những con người đó, Chúa thay đổi những con người đó, Chúa khiến cho họ có thể bỏ được cờ bạc, họ có thể bỏ được ma túy, họ có thể bỏ được những cái điều nghiện ngập trong đời sống của họ, thì những cái đó là những cái bằng chứng sống. Những tôn giáo không có thể cứu được con người, chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể giải phóng được đời sống con người mà thôi. Cho nên khi chúng ta để Chúa hành động qua đời sống chúng ta, thì người ta sẽ thấy một cách rõ ràng đó là cái bằng chứng sống của Chúa trên đời sống của chúng ta. Điều mà Chúa Giê-xu làm, ngày xưa khi Chúa Giê-xu đến trần gian này thì chúng ta thấy rằng Chúa giảng trong cái đám đông, thì Chúa dùng ví dụ mà giảng, Chúa dùng những cái ẩn dụ để mà Chúa giảng. Nhưng mà đến khi Chúa đối diện với những con người như là người đàn bà ở biển dưới Gia-cóp hay là ông Sa-chê chẳng hạn, thì Chúa rất là personal đối với họ, Chúa nói chuyện với họ và Chúa giải phóng đời sống họ ra khỏi những cái vấn đề mà họ đang gặp phải. Chúng ta thấy rằng Chúa đi tìm những con người có vấn đề. Cái người đàn bà ở bên giếng Gia-cóp này, bà có nan đề. Cái nan đề của bà là bà có 5 đời chồng. Và cái người mà bà hiện đang ở đó thì không có cưới hỏi gì hết, mà không phải chồng của bà nữa, có thể là chồng của người khác. Bà là một cái người mà vốn không phải là cái người tốt lành gì, và bà là một cái người mà có rất là nhiều nan đề. Nhưng mà Chúa đến, Chúa biết rằng bà được cần được giải phóng, và Chúa đến, Chúa nói chuyện với bà và Chúa giải phóng đời sống của bà. Khi ông Sa-chê ông leo lên cái cây sung để ông tìm thêm Chúa, thì cái lý do mà ông leo lên cái sung là ông cần Chúa. Chúng ta thấy rằng ông Sa-chê là một người đại diện cho những người giàu có, ông là một người gọi là làm trưởng những cái người thâu thuế, làm đầu những người thâu thuế. Mà thâu thuế ngày xưa họ rất là giàu, và ông là cái người làm đầu cho nên ông giàu có lắm. Nhưng mà ngày hôm nay có rất là nhiều người giàu có, tiền bạc dư dật, nhưng mà vẫn tự tử như thường. Tại vì sao? Trong lòng của họ nó có khoảng trống, và không có ai lấp đầy cái khoảng trống đó cho cuộc đời của họ hết. Và khi ông thấy rằng cuộc đời của ông có khoảng trống, ông đi tìm Chúa. Và chúng ta thấy rằng khi Chúa Giê-xu đến với ông Sa-chê, mặc dù là một cái đám đông đi theo Chúa như vậy, một đám đông rất là nhiều người, nhưng mà Chúa không quan tâm. Chúa đi tìm ông Sa-chê, và Chúa đến và Chúa nói rằng ngày hôm nay Chúa phải đến để mà ăn bữa với ông. Và rất là nhiều người xung quanh họ phàn nàn, nói tại sao Chúa đi vào trong cái nhà của người có tội mà ăn. Ngày xưa cái người thâu thuế là được xếp ngang hàng với đĩ điếm, tức là rất là xấu xa. Tại sao Chúa là một cái người công bình, là một người thánh sạch, mà lại đi ăn với những cái người mà ô uế như vậy? Và họ phàn nàn, nhưng mà Chúa không quan tâm, Chúa bỏ những điều đó ra ngoài. Tại vì Chúa biết ông Sa-chê là người đang cần Chúa. Chúng ta nhìn thấy là khi ông Philip đang giảng rất là kết quả, thì Chúa mới gọi ông Philip đi vào trong đồng vắng này, nơi vắng vẻ, để đi tìm hoàng quan Ethiopia, là một cái người đang cưỡi xe ngựa ở trong một cái nơi vắng vẻ, tức là trong đồng vắng đó. Và cuối cùng ông Philip tìm gặp và nói về Chúa cho ông cái hoàng quan này.
Chúng ta thấy rằng nhiều khi Chúa rất là personal. Có thể nói rằng chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần phải đem nhiều người về với Chúa, chúng ta cần phải có những cái con số, nhưng mà thực sự ra Chúa rất là quan tâm tới những cái nhu cầu, những con người tìm kiếm Chúa. Cho nên khi chúng ta đi ra làm chứng, chúng ta xin Chúa: Chúa ơi, xin Chúa đem những con người mà thật sự cần Chúa đến cho cuộc đời của con, để rồi con có cơ hội để con có thể nói cho họ biết tin lành của Chúa, để họ có thể được giải phóng. Những con người cần Chúa rất là nhiều, họ ở xung quanh chúng ta. Nhưng mà khi Chúa đem đến nhà chúng ta, thì Chúa muốn chúng ta là những cái bằng chứng sống để mà giúp đỡ đời sống của họ quay khỏi tội lỗi và trở nên những con người ích lợi cho xã hội, trở nên những con người tốt đẹp cho xã hội, và trở nên những con người mà ích lợi, đáng sống. Chúa muốn chúng ta trở nên cánh tay nối dài của Chúa. Chúa, lời của Chúa rằng: hỡi những cái mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ngày hôm nay, những người khi mà người ta đến thì người ta không gặp, không có thấy Chúa Giêsu ở đâu. Người ta không có thể nào đến để mà trò chuyện với Chúa Giêsu được. Nhưng mà họ có thể đến trò chuyện với những người con của Chúa. Những người mà Chúa nói rằng: các ngươi sẽ làm việc ta làm và làm việc lớn hơn nữa. Ngày hôm nay Chúa ban cho chúng ta uy quyền để cho chúng ta giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền kẻ nghịch ở dưới chân. Và Chúa ban cho chúng ta quyền phép để mà có thể đuổi tà ma và trừ các thứ bệnh tật. Cho nên chúng ta hãy sử dụng những cái điều đó một cách hiệu quả để chúng ta đem nhiều người vào trong vương quốc của Chúa, để rồi những cái nan đề trong đời sống của họ được lột bỏ và họ trở nên những con người sống ích lợi cho xã hội. Và chúng ta đem họ không phải chỉ vào trong hội thánh của Chúa thôi, nhưng mà chúng ta đem của họ vào trong vương quốc của Chúa, là nơi họ nhận được những cái phước hạnh mà Chúa ban cho. Cho nên đời sống chúng ta, khi chúng ta đi ra làm một chứng nhân, thì chính đời sống của chúng ta phải bày tỏ Chúa trước cái đã. Chính đời sống chúng ta phải gọi là một cái bằng chứng sống trước cái đã, để rồi những cái người xung quanh chúng ta họ có thể thấy được đời sống chúng ta và họ tin nhận Chúa. Tôi khi mà nói về những cái điều Chúa làm, những năng quyền Chúa làm, những cái bệnh tật Chúa chữa lành, thì tôi có thể nói một tuần liên tiếp mà không hết những cái việc Chúa làm. Vì sao như vậy? Bởi vì tôi kinh nghiệm những cái điều đó. Và khi tôi kinh nghiệm điều đó, tôi chở những người trên xe và tôi kể về cho họ về những cái việc Chúa làm, và họ thấy thích thú, và điều đó nó mở ra cho họ rằng họ thấy đời sống của họ cần cái sự hiện diện của Chúa. Mặc dù tôi có thể gặp người đó có thể là mục sư, người đó có thể là tín đồ, người đó có thể là cái người không tin Chúa này nữa. Và khi tôi nói chuyện với họ về những cái điều Chúa làm, thì cái điều đó nó vẫn bắt phục họ như thường. Điều đó nó vẫn làm cho đời sống của họ có một cái dấu ấn ở trong đời sống của họ như thường. Cho nên là khi chúng ta là những cái người đi ra, chúng ta nói về những cái điều Chúa làm, chúng ta là cánh tay nối dài của Chúa, chúng ta đem những cái phước hạnh của Chúa cho những người xung quanh, thì điều đó nó sẽ đem họ vào trong vương quốc của Chúa. Amen. Thì chúng ta cùng đứng lên và chúng ta đến với Chúa trong giờ này. Bây giờ tôi xin kêu gọi những người nào chưa từng nhận Chúa làm cứu Chúa cuộc đời của mình, và ngày hôm nay khi nghe tin lành của Chúa và muốn nhận Chúa làm cứu Chúa cuộc đời sống mình, thì xin chúng ta, những người đó xin chúng ta đưa tay lên cho tôi biết. Đây là nghĩa là chưa bao giờ nhận Chúa làm Chúa đời sống mình, thì hãy đưa tay lên cho tôi biết, để rồi tôi sẽ cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa.